Ma đã chia thế giới mình ra làm hai phái ma nữ và phái nguyên lão đó mẹ. Con nói sao? Ban đầu thì thế giới chúng ta đâu có hai phái như vậy đâu. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó xảy ra rồi. Phái ma nữ hay phái nguyên lão, đâu có ai có quyền lựa chọn. Khi sinh ra là họ đã bắt buộc thuộc phái này hoặc phái kia rồi. Nhiều khi muốn thì cũng đâu biết làm gì đâu. Chị Thi, anh buồn ngủ quá à. Kiếm gì cho anh uống đi. Ủa, chị Thi, ba, sao đi đâu đó? Con đang định gặp ba để nói chuyện này. Dạ hả? Dạ. Ừ, ngồi xuống đi. Nào, có chuyện gì nào? Dạ dạ đó ba. Ừ. Hôm nay nó hỏi con là ai đã phân chia thành phái nguyên lão và phái ma nữ. Nó còn nói là khi sinh ra mình không có được quyền chọn lựa là mình ở phái nào. Nó nói là nếu như mà nó có muốn thay đổi cũng không được nữa. Dì dê nó nói như vậy à? Dạ. Hay là dạo này dê dê bị hoa hồng đen dụ dỗ cho nên nó mới thay đổi như vậy. Chứ đâu có lý do gì nó lại hỏi như vậy hả ba? Thằng này chỉ suy nghĩ chừng đó thôi. Ủa, chứ không phải vậy sao ba? Dì dì nó hành động như vậy là nó đã thể hiện sự suy nghĩ nó ngày càng một sâu sắc. Nó đã trưởng thành. Nó nói hoàn toàn đúng. Tại sao là phải chia hai phái nguyên lão và ma nữ chứ? Dạo gần đây cũng có một số nhà phép thuật có ý kiến rằng tại sao phải chia thành hai phái như vậy? Thiệt vậy hả ba? Ba, con thì con chỉ sợ là dì dì nó bị hoa hồng đen lợi dụng thôi. Con hơi lo đó. Hai đứa có suy nghĩ như vậy thì dì dì mà nó nghe được thì nó buồn lắm đó. Ba, hay là con nói cho dì dì biết chính phái ma nữ đã chia cắt thế giới hòa bình của chúng ta. Khoan đã, cứ để từ từ xem sao. Tại sao chúng ta cứ phải đánh nhau với phái ma nữ vậy chứ? Em với mấy bạn gái trong lớp cũng đang cãi nhau nè. Giống như là phái nguyên lão với phái ma nữ gì đó. Đúng là thế giới loài người không hề đơn giản chút nào. Càng ngày lại có càng nhiều chuyện rắc rối. Ủa? Hai đứa được có mặt ở đây à? Dạ. Ờ, Suri, có ra ngoài, ông có chuyện muốn nói với chị Di Dè một chút. Dạ, con biết rồi ông. Cô đang làm gì vậy? Dạ, con đang làm vậy thôi chứ đâu có làm gì đâu ông. Dì Dè nè. Ờ, thế gì là người con có thấy vui không con? Dạ thì cũng vui. Ông cũng thấy vui. À nè, vừa rồi thi lên phép thuật đó để con được lên hai bậc đúng không? Giỏi, giỏi lắm. Mà hình như ông có chuyện gì muốn nói với con đúng không ông? Không, tôi có chuyện gì đâu. Ông luôn tin tưởng ở con. Dạ, là sao ông? Không. Không có chuyện gì cả. Hey, Suri, bạn làm cái trò gì vậy?
mình, chị muốn lấy miếng gỗ đâu mà. Bây giờ các bạn đã chơi cái trò gì đấy hả? Đúng là đồ con nít mà. Sao lại là con nít? Mình tái chân chết với bạn có miếng gỗ, mình thấy ra đâu mà. Nhìn gì, bộ cười của không được hả? Rồi. Thiệt tình, mình không biết mấy bạn nữ của lớp mình bị gì nữa. Hồi nãy á, mình có ý tốt muốn lấy cục gỗ ra thôi, tự nhiên còn la ó, rồi còn nói mình là đồ con nít nữa chứ. Tại vì bảo chưa đàng hoàng chứ không chi. Công nhận vui thiệt. Lúc đó Suri không chịu nhìn mặt của Hoàng Lan, thấy quảng hốt mất cười lắm á. Bực mình quá à. Sao vậy này mấy đứa chưa vô lớp nữa? Dạ, cô em vô. Dạ, cô em vô. Hoàng Lan, em lên thư viện lấy giùm cô tài liệu cô gửi thư viện nha. Dạ. À, tài liệu thì hơi nhiều, cho nên Suri với bạn đi em. Dạ. Thưa cô cho Ngọc Vân lấy thư này đi được không cô? Cũng Nè, cầu vồng thường hay xuất hiện sau cơn mưa và ngược hướng với mặt trời. Cầu vồng có 7 màu. Như vậy có nghĩa là khi nào có mưa mới có cầu vồng, đúng không em? Hình như vậy á. Còn gì nữa không? Dạ, còn nhiều truyền thuyết về cầu vồng lắm ba. Giống như là cầu vồng là cầu nối giữa trái đất và bầu trời. Rồi cầu vồng là sự tranh cãi giữa các màu sắc với nhau, xem màu nào là màu đẹp nhất. Nhiều lắm, nhưng mà con thấy không có giúp ích gì được cho mình hết trơn á. Có hình vậy không? Dạ có. Ở đây ba coi. Dạ. Bà Bùi. Dạ. À, con vẽ lên tường cho ba xem. Ôn chi vậy ba? Ba già rồi, ba nhớ đâu có nổi với màu sắc nó lung tung gì, phải vẽ lên tường ba mới hình dung được. Dạ. Đúng rồi ba. Ba. Mẹ. À, cậu Dòng. Cậu Dòng đâu? Đâu con? Mẹ. Cậu Dòng. Cậu Dòng đẹp quá. À. Tự nhiên cái cô nương vẽ cậu Dòng ở đây đẹp quá. Trời nóng quá. Hôm nay mình ăn kem đi. Ê, xe kem kìa. Mình có mình ăn đi. Ừ, cũng được. Ê, mà thôi, không ăn kem nữa. Sao vậy? Bộ không thấy gì đằng trước hả? Thấy. Gì? Xe kem. Xe kem. Cũng thấy tụi con gái đứng ăn hả? Mà tụi nó đang ăn kem á thì mình không được ăn, biết chưa? Ừ. Biết. Ủa nhưng mà vô duyên vậy? Tự nhiên mấy đứa con gái ăn cái gì thì mình không được ăn cái đó là sao? Không phải là không được ăn, mà là không được ăn cùng lúc thôi. Vậy bây giờ mình ăn cái gì? Ý, hay là tụi mình ăn bò bí ngọt đi ha. Vậy cũng được. Chút, cho con ba cái. Làm như mình hay lắm. Hoàng Lan, tại sao vậy?
Cái cây đó bị làm sao hả? Cái cây này lại bị gì nữa rồi? Là sao? Lúc trước nó bị người ta chôn rác dưới rễ nên không phát triển được. Suri đã cứu sống nó. Bây giờ thì nó lại bị gì nữa rồi? Thưa mẹ, con mới đi học về. Con chào cô chú. Mẹ đứng nhà chơi hả? Ừ, đây đây đây, sẵn có đủ mặt ba ước. Cho chú hỏi thăm chút xíu coi. Hình như là mấy đứa tụi con đang âm mưu toa lọc với nhau là nghỉ chơi mấy đứa con trai ra, đúng không? Dạ, tụi con không chơi với mấy bạn con trai nữa đâu. Mấy bạn đó, bạn nào cũng khờ khảo hết đó. Đã vậy, còn y như là con nít nữa chứ. Khó chịu. Con cũng thấy vậy đó bà. Ừ, thôi, tụi mình vô bếp kiếm gì ăn đi. Cái gì mà khờ khạo trẻ con. Nó làm như bất cứ đàn ông nào cũng như con nít cũng bằng. Tụi nó nói đúng chứ bộ. Đàn ông nào cũng vậy. Em nói đúng mà anh. Đúng không? Tiện quá. Cảm ơn. Mấy bạn, mình nói nghe nè. Hay là một chút xíu nữa mình ăn bánh xong á, mình chạy ra ngoài công viên coi cái cây nó bị gì ha. Nhưng mà tụi mình có biết coi gì đâu. À, hay là tụi mình hỏi Suri đi. Cần gì phải hỏi Suri. Tụi mình cứ ra xem sao đã. Có khi chỉ tưới nước là được thôi. Ừ. Tụi mình có 3 người lận đó. Không lẽ không bằng mình Suri. Hoàng Lan, Thu Hà nói đúng đó. Bây giờ muốn gặp chị Hoa Hồng Đen cũng không được nữa. Chán quá. Chắc chỉ có khi nào hết mấy cái vụ tranh cãi quyền lực của hai phái thì chị Hoa Hồng Đen mới coi mình là bạn thôi. Muốn như vậy thì phải nhanh chóng tìm được ruột của quả trứng cầu vồng mới được. Châu Tuấn nè, bạn đã từng thấy cầu vồng bao giờ chưa? Cầu vồng hả? Ừ. Mình thấy rồi. Hồi xưa lúc ở dưới quê chưa lên thành phố á, mình thấy hoài à. Ở dưới quê hả? Ừ. Vậy là chỉ có dưới quê mới có thôi sao? Đâu có đâu, trên thành phố cũng có đó. Hồi xưa nhỏ mình lên đây chơi nè, mình cũng có thấy mấy lần. Nhưng mà bây giờ thì không có thấy nữa. Ủa? Gì vậy? Cầu vồng kìa. Dì dè, ủa dì dè thích cầu vồng lắm hả? Cháu muốn về nhà trước đi. Tự nhiên đuổi ta nữa vậy? Dạ, thưa ba mẹ nào mới về. À, thưa cô chú. Ừ. Ủa, mà tụi con đây rồi mấy đứa con gái đâu? Dạ, từ giờ tụi con không chơi với tụi con gái đâu cô. Sao vậy? Thì sao không chơi với con gái? Đúng rồi đó bà, chơi với mấy bạn con gái á bực mình lắm. Ba cái đứa này kỳ vậy ta, chơi với con gái có gì đâu bực mình. Sao không bực mình? Anh ấy nhắc tới là đã bực mình rồi đó. Thiệt, anh thấy ba đứa nhỏ bắt đầu hiểu rõ hơn về con gái rồi. Hai Ngọc Ý ha. Dạ. Mẹ nghe nè. Hả? Mẹ biết rồi, mẹ tới liền. Chuyện gì vậy em? Dì về nói là đã tìm thấy cầu vồng rồi. Thấy cầu vồng thiệt hả? Nhưng mà sao dì về nó biết được cái gì gọi là cầu vồng? Trời ơi, bây giờ mà anh còn hỏi vậy nữa hả? Mau đi vô nói ba đi, em lên kêu Suri, nhanh lên. Ba ơi, ba đang đi, ba đang đi. Ba đang ngồi uống trà với bà của Hoàng Lan. Ba ơi, con nói ba nghe chuyện này quan trọng nè. Chuyện gì nói đi. Dê dê nó nói, nó thấy cầu vồng xuất hiện rồi. Hả? Thiệt. Cái chuyện gì không nói, cứ rề ra rề ra rề ra hoài. Bực mình. Thôi,
Cô đang ở đâu nhớ không? Nếu như mà mọi người có hỏi thì con nói là mọi người đi chợ mua đồ ăn hết rồi nhớ không? Ngoan. Thì ra đây là cô Dòng. Đẹp quá, đẹp hơn trong hình luôn á. Chị đi, cậu Dòng mất rồi, mất tiêu rồi. Anh nói đúng rồi, nó mất tiêu rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta thấy được cậu Dòng ở thế giới loài người, coi như cũng là một thu hoạch lớn rồi. Thôi về đi. Ba, khoan đã, đợi con một chút ba. Qua Hồng Đen, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi đề nghị cô đừng gặp Dê Dê nữa, được không? Tôi cũng không có ý định gặp đâu. Để chơi luôn. À, thôi mình cũng về đi. Dạ. À, mọi người về trước đi, con muốn ở đây một chút. Tại sao con không về luôn? Em, tôi kệ con đi. Thôi, đi. Ngọc Yến, con làm gì vậy? Dạ, con đâu có làm gì đâu. Ủa, mọi người đâu hết rồi? Dạ, mọi người đi hết trơn rồi. Đi hết trơn là đi đâu? Đi vô bếp á. Bà đâu có thấy ai trong bếp đâu. Con nhớ là có vô bếp mà. Dạ, mọi người ở đây nè. Dạ, ba. Ba. Đầy đủ hết trơn hả? Tụi tôi họp gia đình. Dạ. 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 Thích hợp thì hợp thôi. Bây giờ đi uống trà tiếp đi. Dạ. Dạ, dạ, mời bác. Bác uống trà ngon miệng. Dạ, con cũng lên phòng rồi bác. Chú ơi, mọi người mới đi đâu về vậy? Đi coi cậu Dòng đó một yến. Hả? Cậu Dòng hả? Suri, chuyện gì? Bạn đang suy nghĩ cái gì vậy? Mạnh Vũ, bạn đã từng thấy cầu vồng chưa? Mình thấy rồi nè. Ở đâu? Nhiều lắm. Mỗi khi đọc về là mình thấy quá trời luôn á. Còn mình thì năm ngoái về quê, thấy cái cầu vồng lớn thiệt lớn luôn. Ở dưới quê có cầu vồng hả? Ừ, mà ở trên thành phố nhìn không rõ đâu. Ủa, mà sao bạn hỏi về cầu vồng vậy? Mình chỉ hỏi cho biết thôi mà. Mấy bữa nay ở nhà hoài, chán quá. Hay là mình đi ra ngoài đường chơi đi. Thôi, có khi hả, ở ngoài đường chán hơn nữa. Mà không biết tụi con gái bên nhà thằng Lan đang làm gì ta. Hay là tụi mình qua bên bển đi. Qua cái gì mà qua? Tụi mình đã nói là không chơi tụi nó đó mà. Qua. Nhưng mình sợ bạn là người nói chuyện đầu tiên với lại mấy đứa con gái đó. À, mình có cái chiến này nè. Ở công viên gần trường mình á, dạo này nó có chơi thuê xe đạp. Hay là tụi mình ra ngoài chơi rồi chạy vài vòng chơi. Ừ, mình cũng nghĩ vậy á. Ủa, cũng có chỗ cho thuê xe đạp nữa hả? Ừ.
chỗ này mới mở, chắc Suri chưa biết đâu. Tụi mình đi. Không biết được không ha? Mình cũng biết nữa. Bà cứ thứ nhất như vậy, mình nghi quá à. À, thằng Lan, có phải là bạn nói Suri trồng rất nhiều loại cây và giỏi về đồ dụng này lắm không? Mình nghe nói trước đây Suri từng trồng rất là nhiều loại cây. Ê, mạnh chủ, thấy hồ, hay là mình vô đó chơi với mấy bạn đó đi. Mình vô đi, tại mình thấy ông trọng vui quá à. Mà lỡ tụi nó không cho chơi chung thì sao? Không có đâu. Kìa, thấy chưa, mấy bạn đó đang nhìn mình kìa. Nhìn cái ánh mắt đó là biết muốn chơi tụi mình rồi. Thôi tụi mình vô đó đi. Thấy chưa? Vậy mày nói nó muốn chơi lại tụi mình hả?